chúng ta còn một quyền nữa, cấp vốn. Cấp vốn ạ? Dạ, dòng từ thiện. Anh cấp bao nhiêu là tùy vào cái tình cảm của anh dành cho cái đội đó nhiều hay ít. Dạ anh, nãy giờ anh đứng trên đây chắc cũng mỏi tay lắm, cầm đáp án nó cũng hơi lên cởi áo nữa. Dạ em chỉnh nâng khăn sửa túi cho anh. Mà bây giờ anh thấy đó, tụi em chơi rất là hết mình đúng không, đâu có nỡ nào mà cấp ít được. Có nhiều cái mà ghim gút trong lòng lắm. Đâu anh ở đâu để em gỡ ra cho anh. Lẽ ra cấp cho tới 20 triệu nữa. Dạ đó. Em xin lỗi. Làm sao coi cho được vậy tính. Dạ anh cấp 18 triệu cũng được anh. Anh cấp cho em một cái số vốn nào đó mà nếu em trả lời đúng câu cuối em thắng luôn chương trình có kỷ lục. Đúng. Đã vay thì phải trả. Tức là bây giờ anh cấp cho em bao nhiêu phải không? Kết thúc vòng này sẽ phải trừ lại cái khoản tiền vậy đó. Đó anh nói rõ ràng không? Vay mới trả, anh phải cấp cho em nhiều em mới có tiền em trả anh. Bây giờ anh cấp em ít em thua em không trả đồng nào luôn. Bây giờ mà cấp cho em nhiều em thua trắng là anh sạc nghiệp anh luôn à? Không thua được anh phải tin chứ. Giá chót 10 triệu. Trời. Bên này có muốn mua gì không? Mua bên 5 và mua A2. Đằng nào tụi em cũng thua rồi. Nên tụi em muốn làm khó một chút để nó có một cái chút gì đó gọi là sĩ diện. A1 B5 15 triệu, bán đi. Thôi bán luôn đi, ảnh nói, nghe lời ảnh đi. 15 triệu, ok. Đóng A1, B5 bên đây lại. B6, bán bao nhiêu? 5 triệu thôi. 5 triệu kìa, rẻ. A2 hả? Nó mua A2 kìa. Bán là 10 triệu. Bán 8 triệu, mua không? Thôi lỡ rồi mua luôn đi, không mua sao nha. Vậy? Giao dịch thành công. Đây, bây giờ mình phải đánh đi, không còn đường nữa, mình chứ không bây giờ đâu có đường nữa. Thì đúng, đánh rồi, nhưng mà ý là em hỏi là anh chọn chữ nào đây. Cản anh mà đừng có cản anh nữa, đừng có cản anh. Đây là cái câu quan trọng. Và anh tiết lộ một điều, đội nào mà trả lời đúng câu này xem như đội đó giành chiến thắng chung cuộc. Đúng. Là bởi vì hiện nay số tiền của hai nhà đang ngang bằng nhau. Rồi em trả lời luôn. Cầm vàng lặn lội sang sông, vàng rơi không nhặt tiếc công cầm vàng. Bên đại nhân em có muốn gọi chiên không? Có chứ. Cầm vàng mà lội. 5, cầm vàng mà 4, lội sang qua. Nếu không gọi chiên thì coi như không trả lời. Rõ đi anh, rõ đi. Vàng rơi không không tiếc. À bạn không tiếc, tiếc công cầm vàng, đúng rồi. Em chắc chắn. Có nghĩa là mình không có tiếc cái cục vàng mà mình lại đi tiếc cái công cầm vàng. Chính xác. Thời của mình tới rồi. Trời thương người lành. Đây là đáp án chính xác. Đội Mộc Lan, các bạn có 28.500.000 đồng. Và đội Đại Lan, bằng cái khả năng mua bán rồi bằng cánh mắt mơ màng của đại nhân. Đội của các bạn có số tiền là 43.500.000 đồng. Anh ơi mình giàu rồi. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.